Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp ngày 23 tháng 5 và đưa ra những cái phân tích nhận định cho cái phiên giao dịch tiếp theo ngày 24 tháng 5. Đầu tiên chúng ta cùng đi vào cái tổng kết giao dịch ngày 23 tháng 5. Thì đóng phiên hôm nay VNI giảm tới 21,9 điểm, còn VN30 giảm 27,16 điểm thì ừ. trong các cái mã của VNI thì có 358 mã giảm điểm 91 mã xanh 48 mã tham chiếu 7 mã sàn và có một mã trần VN30 thì đóng cửa với lại cái mức 27 mã giảm đỏ có hai mã tham chiếu và một mã sàn như vậy là à, nhìn chung thị trường hôm nay thì cái mã giảm điểm là chiếm đa số đại đa số và chiếm 2 phần 3 à, thậm chí trên VN30 thì có tới là 27 mã giảm mà chỉ có hai mã tham chiếu đấy có một mã sàn Uh, toàn bộ thị trường là hầu như là đều cái sắc đỏ là chiếm đa số. Thì ở đầu phiên hôm nay thì chúng tôi cũng đưa ra các, các cập nhật và nhận định như sau. VN-Index đóng cửa tuần tại 1240,71 điểm tương tăng là 57,94 điểm, tương đương 4,94%. Thanh khoản đạt 2,5 triệu cổ phiếu, giảm 0,35 triệu cổ phiếu. Tương đương với mức giảm là 11,5% so với tuần trước. Thì dự kiến tuần này VNI sẽ có sự phân hóa mạnh và với uh, Uh, luôn các cái ngành thì luôn chuyển nhau thay nhau uh, tăng điểm và cái ngưỡng kháng cự bên trên là 1320 1300 cộng trừ 20 và hỗ trợ dưới là quanh 1228 cộng trừ thì nhà đầu tư bắt đáy tuần trước uh, danh mục hàng có sẵn hoặc các cái danh mục um, theo team khuyến nghị thì chủ động chốt lời khi VNUC yếu tại các mục kháng cự hoặc khi về đi tạo đỉnh trong tạo đỉnh sóng hồi trong thời gian tới thì giai đoạn này chỉ nên giao dịch một phần tỷ trọng với cái mức an toàn là 50 đến 70% NAV và chưa khuyến khích sử dụng margin ở giai đoạn này. Và tiếp tục sang đầu buổi chiều thì lại uh, tiếp tục cập nhật đến cho tim như sau. Thanh khoản đến thời điểm hiện tại khá thấp và chưa được cải thiện. VN đang gặp khó khăn và chưa vượt qua được cái mốc kháng cự quanh 1240 cộng trừ 10. Thì các mã đã mua trong tuần trước như cái nhóm bất động sản, nhóm APEC, nhóm chứng khoán nhóm P vân vân hàng về tài khoản thì gặp suy yếu tại mốc kháng cự ưu tiên canh chốt hoặc uh, chúng ta chia ra chốt dần và hạn chế mua mới trong thời điểm này và chờ đợi sự xác nhận của thị trường chung tức là uh, xác nhận về điểm số và thanh khoản phải tăng mạnh thì chúng ta mới tham gia giờ chúng ta cùng trở lại với lại uh, vni trong hiện nay để chúng ta xem uh, cái vni chúng ta diễn biến ra sao trong các cái tuần phiên vừa rồi đúng không? Thì thực tế là chúng ta à, nhìn thấy các cái đợt sóng hồi của VNI. Đây là cái đợt sóng hồi là quanh 24 đúng không? Thì sau một lần hồi nên hồi phục nên các ngưỡng bên trên mà tiếp tục đi ngang với lại cái thanh khoản thấp. Và đây cái lực uh, cầu đã không đủ giúp chỉ số chúng ta uh, lên tiếp uh, không vượt qua được các đường EMA ngắn hạn như này và lập tức lại tiếp tục một cái đợt sụt giảm mới. Thì cái đợt hồi phục thứ hai là quanh ngày mùng 10 tháng 5 tiếp tục lại chạm vào các đường EMA 10 với thanh khoản thấp và lực cầu cũng không đủ và kéo chúng ta vượt qua và hiện tại đến phiên dịch ngày hôm nay nếu không cũng như các cập nhật của team đến zoom khách hàng thì chúng ta thấy là thanh khoản chúng ta tiếp tục là là thấp và hiện tại là vì đang gặp khó ở quanh cái vùng 1240 cộng trừ 10 đây cũng là cái vùng kháng cự mà team đã đưa ra nhận định ở trong thời gian vừa rồi vừa rồi tức là quanh 1240 cộng trừ 10 điểm và cái vùng này đã không vượt qua được và với cái nền thanh khoản thấp như hiện nay thì rất có thể là nó sẽ quay đầu nó giảm tiếp nên là tại thời điểm trong phiên thì đã uh, những cái mã mà đã bắt đáy trong các phiên vừa qua ở các cái phiên mà ngày 13 tháng 5 đúng không? Ngày 16 tháng 5 và 17 tháng 5 thì hầu hết các cái phiên bắt đáy này hàng đã về tài khoản và chúng ta thực hiện hóa lợi nhuận chúng ta chốt lời bởi vì trong một cái sóng ở uh, bây giờ chúng ta xác định là sóng hồi. Sóng hồi thì chúng ta ưu tiên vấn đề là chúng ta target ngắn, đánh ngắn. Đấy đánh ngắn và về đi cần phải vượt qua uh, 1.250 với lại cái thanh khoản gia tăng thì mới kỳ vọng lên được uh, các cái mốc cao hơn như là 1.300 và 1 trong thời gian tới như cái, cái hiện tại đến thời điểm hiện tại uh, quan sát cái tín hiệu thị trường chung thì chúng ta thấy là cái thanh khoản và dòng tiền nó không vào thanh khoản thì không được cải thiện và rất là yếu nên là cái vấn đề là chúng ta chốt lời tại cái mốc kháng cự đầu tiên đó quanh 1240 cộng trừ 10 điểm. Đó. Những cái mã nào mà chạy trước ví dụ như nhóm bất động sản nhóm apex và nhóm vân vân đấy nhóm chứng khoán cái thứ là sau khi mà lên đến vùng này thì không có khả năng vượt qua và tiếp tục là thấy cái sự điều chỉnh về uh, cái, những cái đường EMA ngắn hạn chúng ta đã rất nhiều lần test các đường EMA 10 như ở cái đợt hồi phục thứ nhất này đợt hồi phục thứ hai và bây giờ là đợt hồi phục thứ, thứ ba mà test tiếp tục test các đường EMA 10 và không vượt qua được với nền tảng thanh khoản thấp như này rất dễ nó bị rũ lại đấy rất dễ bị rũ lại như này ở chat tuần thì chúng ta thấy là uh, chat tuần thì cái cây nến tuần ngày 13 tháng 5 và ngày 20 tháng 5 là hai cái tuần đến tuần mà đã xé cái giải Bollinger ra ngoài uh, ra ngoài rất nên là có thể nó sẽ hút trở lại nhưng mà hiện tại mà cái lực cầu để quay hút trở lại trong giải Bollinger Band nó rất là yếu bạn thấy là quan sát các phiên gần đây nó rất là yếu nên là uh, với lại cái lực cầu với cái thanh khoản thấp hiện nay mà yếu như này thì rất dễ là nó sẽ điều chỉnh trở lại thì cái hỗ trợ tiếp theo trong cái đợt này của VNI chính là cái đáy cũ đấy các bạn nhé chính là cái đáy cũ tức là quanh cái vùng 1170 cộng trừ 10 đây chính là cái đáy cũ nó tạo ra thì có thể là các phiên tới nó sẽ nhúng về đây nó tạo ra một cái đáy hai đây thì cái điều kiện để hình thành đáy hai này nó như cái phiên này ở phiên ngày mùng 9 tháng 5 khi nó nhúng xuống cái đáy hai này đúng không nó nhúng một tí cho nó có sự hồi phục trở lại nhưng mà cái thanh khoản nó không gia tăng tương ứng đấy nên là uh, trong thời gian tới các phiên tới có thể là vì tiếp tục nó quay trở lại nó tạo cái đáy hai Nhúng cái vùng này chính là cái vùng hỗ trợ và có thể cái vùng này nó xuất hiện cái sự hồi phục quay đầu quay đầu nhưng mà nếu thanh khoản không gia tăng tương ứng trong thời gian tới đây thì cái đáy này cũng chưa lấy gì để đảm bảo đúng không uh, đảm bảo là nó sẽ đi lên một cái sóng tiếp theo như vậy là uh, trong ngắn hạn cái kịch bản là nó đi lên hoặc nó đi xuống thì chúng ta phải theo dõi ở cái vùng mà nó tạo đáy hai trong cái thời gian tới đây nó tạo đáy hai nó có thể hồi lên một phiên Như sau tiếp tục nó lại đi xuống vì tất cả các đường EMA ngắn hạn các đợt hồi phục của VNI chưa vượt qua được các đường EMA ngắn hạn các bạn thấy không đây là lần hồi phục thứ nhất này chưa vượt qua được và nó thất bại sau đó nó tiếp tục nó giảm tiếp đây là lần hồi phục thứ hai đúng không lỗ lực hồi phục thứ hai cũng không vượt qua được đấy và đây là lần hồi phục thứ ba và hiện tại bây giờ nó cũng chưa vượt qua được cái ngưỡng kháng cự chính là cái đỉnh gần nhất Đấy, tất cả các đợt hồi phục mà chưa vượt qua được cái đỉnh gần nhất thì nó vẫn là một trong một cái xu thế xu thế giảm điểm đó là về ngắn hạn về trung hạn chắc tuần chắc week thì vẫn là nằm dưới các đường y ngắn hạn chưa có tạo ra một cái đột biến nào đúng không còn về dài hạn thì đã gãy mất à, về 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 chắc tháng thì đã gãy mất cái đường y 20 tức là quanh 1290 điểm ở đây là xác định vào cái xu thế giảm rồi nên là VNI ở ờ, trong các phiên tới rất có thể nó sẽ đi theo cái dạng mô hình sideways đây nó sideways như này trong cái mô hình tam giác như này các bạn nhé cái kịch bản mà hồi phục trong ngắn hạn lên 1.300 và 1.360 thì bây giờ cái xác suất nó cực kỳ thấp và gần như nó đã à, thất bại với cái kịch bản đó giờ thì có thể nó sẽ sideways ở đây sau nó đi lòng vòng một thời gian như thế này sau chúng ta chờ đợi thêm các tín hiệu của dòng tiền thì chúng ta mới quyết định là có tham gia trở lại không thì các bản tin nhận định là uh, trong phiên ngày hôm nay đã ghi rất rõ rồi đúng không chúng ta uh, hạn chế mở mua mới trong thời điểm hiện nay và chờ đợi sự xác nhận của thị trường chung tức là phải có sự gia tăng về điểm số và thanh khoản thì chúng ta mới tham gia trở lại còn uh, các mã mà mua trong cái đợt tuần vừa rồi đúng không tuần trước thì đã về tài khoản hết thì chúng ta ưu tiên chúng ta uh, hàng bắt đáy này đã về tài khoản rồi chúng ta ưu tiên là chốt lời khi mà chỉ số chúng ta gặp cái sự suy yếu ở cái vùng kháng cự này mà không vượt qua được cái vùng kháng cự này trong ngắn hạn. Rồi, chúng ta bảo ở uh, chúng ta uh, giai đoạn hiện nay chỉ là cái giai đoạn sóng hồi. Uh, sóng hồi thì chúng ta ưu tiên vấn đề là chúng ta uh, chết định ngắn, tức là uh, giao dịch với lại cái target ngắn, Đấy, cái target ngắn t cộng đánh t cộng là chính thôi. Uh, gỡ được bao nhiêu gỡ và ăn được bao nhiêu ăn mà không ăn được thì chúng chúng ta cũng gì thế? vui vẻ, chúng ta thoát ra khỏi thị trường trong cái đợt này. Bởi vì nếu thị trường quay đầu giảm tiếp thì sẽ gặp rất nhiều rủi ro trong cái thời gian tới. Đây. Đó, đó nên là cái kịch bản bên gì nếu ai đã chốt ở trên những cái vùng này rồi thì chúng ta đứng ngoài chúng ta quan sát cái quá trình là bên ấy test lại tạo đáy hai và quá trình xem có sự gia tăng về thanh khoản ở điểm số hay không. Thì chúng mới chúng ta mới tham gia trở lại còn hiện tại bây giờ thì tạm thời là chúng ta à, chốt rồi thì chúng ta quan sát. Ok. Đó là kịch bản của VN-Index trong cái thời điểm hiện tại và VN30 chúng ta thấy VN30 thì cũng tương tự như vậy cũng không vượt qua được cái kháng cự đầu, đầu tiên như vậy là cái mô hình của VR30 vẫn là cái dạng là mô hình đỉnh thấp hơn đỉnh đấy vẫn là cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước chúng ta học cái lý thuyết về xu thế rồi đúng không nếu không vượt qua được các ngưỡng kháng cự gần nhất thì nó vẫn là một cái xu thế đau chen đấy vẫn hiện tại vẫn là một cái đau chen và nó chưa thoát được khỏi cái đau chen đó khi nào nó phải vượt qua được cái đau chen đây nó phải tạo ra một đỉnh cao hơn đỉnh như này thì cái xu thế đau chen nó mới báo hiệu sự kết thúc còn hiện tại bây giờ này nó vẫn tiếp tục quá trình đào chen đỉnh thấp hơn đỉnh như này đỉnh thấp hơn đỉnh đúng không đỉnh thấp hơn đỉnh như này thì nó vẫn là quá trình đào chen nên là trong một đào chen thì chúng ta bắt các cái sóng hồi đúng không chúng ta bắt cái sóng hồi thì chúng ta là uh, uh, chúng ta đánh nhanh đánh ngắn này chúng ta bắt ở đây nên đây chúng ta uh, kiếm được uh, các lợi nhuận t cộng rồi đúng không? ở đây chúng ta nhịp ở đây nếu ai bắt được đúng không ở đây nếu ai bắt được thì kiếm được cái lợi nhuận t cộng rồi nên là lên đến vùng này ưu tiên vùng chúng ta thoát đấy chúng ta thoát về chắc tuần, chắc uh, tháng thì cũng tương tự như vậy, cũng chưa được cải thiện nhiều. Do đó là chúng ta thoát rồi thì chúng ta sẽ theo dõi cái quả uh, về sau. Ok, còn nếu ai bắt sau của các phiên cuối tuần mà bắt sau thì hiện tại các cái mã mà tạo đáy hai so cho những chung thì các mã nó vẫn ổn định, nó chưa vấn đề gì cả. Thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp để hành động trong các phiên tiếp theo đây. Đó là về kịch bản của VNI trong giai hiện nay và uh, phân tích một số nhóm ngành thì hiện tại đúng không một số nhóm ngành những bất động sản này DG tiếp tục bị Him Lam à, bị bị Thiên Tân bán sau khi uh, cổ đông lớn là uh, Him Lam bán ra bán hết cái số lượng đang nắm giữ ra và tiếp tục bây giờ lại, lại có cái thông tin là bên uh, bên Thiên Tân tiếp tục bán ra cổ phiếu DG này nên DG hôm nay cũng thể hiện một cái trạng thái uh, rất là xấu các bạn thấy là đóng cửa là DG là sản và dư sản ở đây vẫn còn gần một triệu rưỡi đơn vị Đấy, một triệu rưỡi đơn vị uh, các bạn thấy là cổ đông lớn là sau phim Nam thì Thiên Tân lại tiếp tục đăng ký bán ra và phiên hôm trước đã bán ra 1,85 triệu cổ phiếu và tiếp tục nếu cổ cổ đông này thì đang nắm giữ là trên 10%. Hiện tại nó khoảng độ 17 ờ uh, Thiên Tân đây thì đang nắm giữ giảm từ 18,07% và xuống 17,7%. Như vậy là trước khi bán cái lô 1,8 triệu cổ phiếu đấy thì Thiên Tân là, là nắm giữ là 18% và à, à, bán xong lô 1 triệu 8 thì còn là 17,7 phần trăm và hiện tại cái khối lượng này đúng không khối lượng này cũng chưa chắc là thiên tân à, chúng ta chưa chắc chắn cái việc là thiên tân có tiếp tục bán nữa hay không nhưng à, trong cái giai đoạn hiện đại chúng ta đặt ra hai cái kịch bản đấy một là nếu là gì nếu thiên tân bán tiếp đúng không nếu thiên tân bán tiếp thì chắc chắn dg sẽ rất là xấu bởi vì thiên tân là một trong những cái cổ đông rất lớn của dg cổ đông lớn nhất của dg đấy chiếm 18 phần 18 phần rất lớn của dg vừa rồi là him nam bán một cái nên là dg đã có một cái nhịp giảm rất mạnh từ giá 125 đấy 125 mà về đến cái vùng giá thấp nhất là vùng giá 47 mà bây giờ nếu thiên tân tiếp tục bán ra ở vùng giá này thì dg đấy, chúng ta đặt hai kịch bản một là bán và hai là không bán bởi vì không ai biết được ngoài thiên tân ra là doanh uh, thiên tân có tiếp tục có bán nữa hay không hay là dừng bán sau khi đã bán xong là 1,8 triệu cổ phiếu đây mình cứ giả sử hai kịch bản đi bây thiên tân bán tiếp bán tiếp thì chắc chắn là dg trong đoạn này sẽ gặp khó bởi vì uh, nhìn về chen đúng không về chen thì sau khi có những phiên hồi và phiên hồi trở lại rất là ok nha nhưng mà uh, do thiên tân bán ra nên là lập tức cổ phiếu bị quay đầu và với cái thông tin xấu như vậy thì nhà đầu tư cũng ùa vào bán ra nhà tư nhỏ lẻ rồi các cái cá mập yếu thứ là có khi họ cũng ban theo. Dẫn đến là là uh, DG có một cái phiên đóng cửa rất là xấu. Như vậy nếu Thiên Tân tiếp tục mà bán ra DG trong thời gian này thì uh, cái trạng thái của DG sẽ quay trở về một cái trạng thái rất xấu trong thời gian tới. Đó uh, về đáy là bao nhiêu thì không ai dự án đây bao nhiêu như chúng ta chỉ biết rằng là, là trong ngắn hạn là gì nó đang gặp khó khăn và nó đang là chưa ổn định trong thời gian này nên là đối với lại chúng ta là những người nhỏ lẻ đang cầm cổ phiếu mà gặp các thông tin bất lợi như vậy thì cái ưu tiên hàng đầu chúng ta là cứ quản trị vốn chúng ta đã bởi vì uh, vừa rồi chúng ta xác định là chúng ta bắt đáy ở cái vùng 50 51 chính là cái vùng này đúng không? 50 51 là cái vùng này mà lên cái vùng 5 55 56 đây, đúng không? Có thời điểm lên đến giá 58 rồi, 58 59 rồi là uh, cũng chúng ta cũng được tám giá trong cái đợt bắt đáy. Như vậy là chúng ta cũng gỡ được mỗi phần nếu mà ai kẹt bên trên đúng không? Cũng đã gỡ được một cái phần cũng khá khá từ cái nhịp hồi bắt đáy nên ưu tiên vấn đề quản trị vốn là chúng ta cứ thoát ra ngoài đã. Còn bao giờ thiên thiên tân người ta có động thái người ta không bán ra thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta mua vào. Không vấn đề gì cả. Đấy, đó là khía cạnh thứ nhất này thiên tân tiếp tục bán thì chắc chắn là DG um, sẽ rất xấu trong thời gian tới cái khía cạnh thứ hai là thiên tân không bán nữa đúng không thiên tân không bán và chỉ bán 1,8 triệu thì nếu thiên tân không bán nữa thì nó cũng ảnh hưởng DG trong ngắn hạn tại sao bởi vì là uh, nhà tư nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta đúng không như, như, các người khác đang cầm cổ phiếu thì ai cũng lo ngại vấn đề thiên tân sẽ tiếp tục bán nên là người ta cũng có xuống là người ta chạy hàng trong thời gian này do đó là uh, bán hay không bán thì bán thì tiếp tục xấu là đương nhiên còn nếu thiên tân không bán nữa đúng không thì người người cầm hàng người ta cũng lo ngại kịch bản là thiên tân tiếp tục bán nên có thể là người ta cũng thực hiện hóa vấn đề là người ta chốt lời trong thời gian này nên là là nếu không bán nữa thì trong ngắn hạn DG vẫn bị hưởng đúng không đó là cái về vấn đề tâm lý nhé chúng ta vẫn đang phân tích về vấn đề tâm lý đúng không? do đó là gì do đó về vấn đề tâm lý là ngắn hạn là DG đang gặp xấu do là mọi người đang lo sợ kịch bản thiên tân bán tiếp đó đó là cái thứ nhất cái hai nhìn về chen về kỹ thuật thì đây là một cái sóng hồi sóng hồi là sau khi mà vượt được cái vùng mà vùng 56 đúng không thì tiệm cận cái vùng mà vùng đây là vùng 60 60 61 đúng không? trên nữa là quanh 63 64 thì cũng là những cái vùng kháng cự mạnh như do đó bắt sóng hồi thì ưu tiên thì chúng ta sẽ chốt ở vùng kháng cự như vậy là Nà, là cũng ưu tiên vấn đề vấn đề là gặp kháng cự chúng ta cũng um, hại hạ thị trọng nhất là trong cái điều kiện mà thị trường nó ở chưa xác nhận yếu tố về dòng tiền và thanh khoản như các phiên trở lại đây. chúng ta đã có phiên hôm nay là tính là bốn phiên từ cái thời điểm phiên bùng nổ thứ nhất và hôm nay là phiên thứ năm phiên thứ năm là tính nghĩ quanh cái nền là 1 hai và cái thanh khoản rất là kém và không vượt qua được cái vùng này như vậy ngắn hạn là nó vẫn là một triển vọng không được tích cực đối với lại thị trường chung và đối với lại cổ phiếu đó do, do đó là về mặt tâm lý là dg nó đang chịu ảnh hưởng đúng không về mặt thị trường chung thì nó đang bị chi phối bởi thị trường chung nó cũng là trải qua những cái nhịp sóng hồi mà nó đang lên vùng kháng cự nên là nên vùng kháng cự ưu tiên chốt do đó là ngắn hạn là cũng ưu tiên chốt đấy nên là phân tích về tâm lý hay phân tích về chen hay phân tích về kỹ thuật thì cái phương pháp an toàn nhất trong giai đoạn hiện nay thì là gì là cứ ưu tiên chốt lời hoặc là chúng ta giảm tỷ trọng để chúng ta xem xét các động thái của các nhà đầu tư lớn đối với cổ phiếu này tương tự cổ phiếu dg cổ phiếu sell cũng bị ảnh hưởng theo đúng không dg bị bán thì sell cũng bị ảnh hưởng theo đó là yếu tố nhất yếu tố thứ hai là trong cái sóng hồi chúng ta thấy là uh, sell đã tiệm cận lên các vùng kháng cự đầu tiên đấy sell uh, chúng ta uh, phân tích cổ phiếu sell thì uh, cái vùng kháng cự của cổ phiếu sell đây cũng chính là các cái vùng như đã phân tích cho các bạn các cái phiên trước đó là vùng đầu tiên đó là quanh cái vùng 412 và không vượt qua cái vùng hai này đương nhiên đúng không nếu vượt qua thì chúng ta sẽ có target tiếp theo của những vùng 50 51 nhưng mà hiện tại khi gặp cái vùng kháng cự đầu tiên là cổ phiếu đã có cái sự phản ứng nhất định ở à, hai phiên ba phiên cái phiên 18 năm là một cái phiên thứ hai là phiên 19 năm cũng bị cái áp lực bán và cái phiên hôm qua là phiên 20 tháng 5 tiếp tục áp lực bán và phiên hôm nay là phiên 23 tháng 5 tức 4 phiên liền và đứng với vùng 41 42 và không vượt qua được. Đương nhiên đây là cái vấn đề là ưu tiên chúng ta bán hàng nếu mà đã có 4 phiên liền liên tiếp cái dâu trên nó, nó dài như này mà nó không rút được cái dài, không rút được cái dâu như này đúng không? Thì chúng ta ưu tiên vấn đề là chúng ngắn hạn là chúng ta bán. Đó, đó là đối với cổ phiếu sell. Như vậy là kể cả DG kể cả sell đúng không? Thì đã gặp những cái vùng kháng cự đầu tiên và đó là những cái vùng kháng cự mà chúng ta ưu tiên thực hiện hóa các vấn đề chúng ta chốt lời. Đấy, còn các cái dòng khác như đã phân tích trong cái uh, uh, bản tin hôm nay thì những cái dòng như a, a PS IDG đúng không? IDG cũng gặp cái vùng kháng cự và thấy tín hiệu bắt đầu suy yếu. Nên là suy yếu thì cứ quản trị tài khoản là ưu tiên chúng uh, ưu tiên cái vấn đề chúng ta là bán thu hồi vốn. Đó, đó là cái cái nước của chúng ta trong cái ngắn hạn. Nước ngắn hạn mà gặp với thị trường mà nó chưa đảm bảo cho chúng ta cái tín hiệu chắc chắn thì chúng ta cứ ưu tiên ta bán chúng ta chốt đã còn thị trường chung như thế nào chúng ta tính sau đây là một số các mã à, báo uh, trong cái thời gian trước đúng không? thời trước thì chúng ta đã bắt đáy các cái cổ phiếu như APS đã bắt đáy quanh quanh cái vùng dưới rồi đúng không và hiện tại lên những vùng 212 từ 15 16 lên 21 22 thì cũng uh, cũng đã được một cái nhịp uh, T cộng đấy một cái nhịp T cộng chúng ta thấy APS chúng ta check xem APS đây đúng không APS từ những cái vùng này từ đầu tiên là từ những cái phiên mùng 10 tháng 5 đây từ cái vùng này mà lên cái vùng trên này quanh giá 21 thì cũng đã được khoảng chục phần trăm cái gì đó đấy đúng không Đây à, từ cái vùng 15 16 lên đây a à, cổ phiếu này cổ phiếu sàn Hx phần à, 10% một phiên đúng không? Đây đã được khoảng độ 3 bốn chục nếu mà chốt ở trên ai chốt được trên vùng giá cao thì thậm chí còn được cả ba bốn phần trăm bắt được cái giá thấp mà chốt được cái vùng giá đấy đúng không? Và thông thường chúng ta mua giá cao thì nó quanh khoảng độ 15 20 phần trăm như vậy là trong ở trong cái đợt sóng hồi như vậy cũng khá là ok rồi. APS IDG à, tương tự đúng không? P họ P thì hôm nay vẫn khá là tích cực do cái giá P thế giới đang được hưởng lợi thì cái vùng đây cũng là đang chạm cái vùng kháng cự đầu tiên của họ P thì cái vùng kháng cự chúng ta tiếp tục theo dõi nếu vượt qua được thì sẽ có target lên những vùng như PVD nên cái vùng 23 24 còn PVS thì PVS thì cái vùng kháng cự vẫn như ban đầu chúng ta để quanh cái vùng 29 30 nhưng mà hiện tại đang gặp cái vùng mà hai, hai sát 29 288 thì đang gặp trở ngại khó khăn thì cái cổ phiếu này chúng ta theo dõi trong cái thời gian tới nếu cái vùng này mà mà không vượt qua được thì chúng ta cũng ưu tiên vấn đề là chúng ta thực hiện hóa lợi nhuận à, các cái cổ phiếu đã bắt đáy trong cái tuần trước đúng như cái bản tin uh, của team nhận định đưa ra là các cổ phiếu nào mà gặp kháng cự và suy yếu tại vùng kháng cự thì chúng ta ưu tiên chúng ta chốt lời như dig đúng không sáng nay mà chốt các cổ phiếu này uh, sale uh, aps đúng không idg rồi một số nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán chứng khoán này uh, si si thì khối lượng uh, tây bán rồng rất là mạnh đây, hôm nay tiếp tục là một cái phiên bán ròng đối với ngành chứng khoán của uh, của của nhà đầu tư nước ngoài. Chúng ta thấy là cái cổ phiếu như SI. thế này, này, không vượt qua cái vùng kháng cự ở quanh 29. Đấy, sau khi đã tạo đáy ở quanh cái phiên ngày 13 tháng 5 và có cái nhiều hồi phục từ cái giá mà 2 năm đúng không? Lên cái vùng mà 29, 295 mà không vượt qua được cái vùng này và tiếp tục hôm nay có sự phản ứng rất là mạnh nên cái cổ phiếu này gặp cái vùng kháng cự không vượt qua được thì cũng ưu tiên vấn đề là chốt lực bán hiện tại đối với cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán hiện nay vẫn khá là mạnh như SI đi tiếp với khối lượng khối ngoại bán trong thời gian này rất mạnh như này để các bạn xem bảng điện này các bạn có thể thấy là là uh, SI bán nhóm ngành chứng khoán trong phiên ngày hôm nay Đấy, nhóm ngành chứng khoán trong phiên ngày này bị bán rất mạnh như SI HCM rồi STS rồi VIX các thứ là đều lộ sản, VLD cũng có thời điểm là là khớp sàn đấy khớp sàn SHS có thời điểm khớp sàn VCI có thời điểm là đây khớp một loạt giá sản một loạt các cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán đó, là hầu hết hôm nay là trong cái quá trình rũ trong phiên rũ nó đều xuất hiện các cái giá sản hết lại đóng cửa thì hồi lại một chút nhưng mà nhìn chung về triển vọng ngành chứng khoán à, về về à, cái ngắn hạn đối với ngành chứng khoán đối phiên hôm nay thì nó xác nhận là À, nó không vượt qua được vùng kháng cự và nó trở lại cái trạng thái khá là xấu các bạn nhé như này về trong ngắn hạn cái cổ phiếu này thì cái đáy cũ chính là cái hỗ trợ tiếp theo đối với nhóm ngành chứng khoán như HCM đây là quanh ngưỡng 19 đấy quanh ngưỡng 19 20 19 20 thì nó có thể là uh, những cái vùng như này 19 20 đây, như cái phiên này này đấy, nó chạm vùng đáy sau đó nó thủng đáy nên là rất là lưu ý các cổ phiếu chứng khoán trong thời gian tới SI cũng tương tự SI hỗ trợ tiếp theo là quanh ngưỡng 20 năm nhưng mà cái ngưỡng hỗ trợ này đáy cũ này nhìn thấy rất là mong manh và khả năng thủng đáy rất là cao nên là các bạn bắt được các cổ phiếu này thì ưu tiên trong ngắn hạn những thị trường xấu là chúng ta cứ thực hiện hóa lợi nhuận VCI VCI thì uh, uh, cũng không vượt qua được các vùng hiện tại vùng 38 Đấy, đối với các cổ phiếu chứng khoán nó phải vượt qua được cái đỉnh gần nhất tức là đối với VCI nó phải vượt qua được 38 này nó mới ổn đúng không SHS tương tự phải vượt qua được ngưỡng là 18 18 chính là đỉnh gần nhất nó tạo ra nhưng mà nó không vượt qua được hôm nay tiếp tục một phiên giảm như vậy các phiên sau mới tiếp tục giảm thì những cổ phiếu chứng khoán này nó rất là rủi ro cho ai cầm trong ngắn hạn VND không vượt qua được ngưỡng 25.5 và tiếp tục nó quay đầu như vậy ngưỡng kháng cự hiện tại nó gặp ngưỡng kháng cự nó thể hiện sự suy yếu thì các cái cổ phiếu này trong ngắn hạn thì chúng ta ưu tiên đúng không là chúng ta thực hiện hóa lợi nhuận trong cái đợt chốt lời tiêu cộng vừa rồi Ok có rất nhiều các cổ phiếu khác trong cái thời gian này cũng với trạng thái tương tự như vậy đấy tương tự như vậy thì chúng ta có cổ phiếu này chúng ta tiếp tục chúng ta sẽ theo dõi DXG à nhóm bất động sản hôm nay DXG hiện tại cũng là gặp cái ngưỡng kháng cự quanh ngưỡng 27 và không vượt qua được 27 và trạng thái nó đang quay đầu. Quay đầu rất có thể là nó lại tiếp tục cái chèn giảm của nó. Các cổ phiếu khác như HAH nhóm ngành cảng đúng ta thấy là Nhóm cảng 3 4 phiên nay như HAH là không vượt qua được cái ngưỡng 76. Đây, đây là cái ngưỡng là 76 trong ngắn hạn và không vượt qua được. Như vậy là nếu ngày phiên ngày mai mà HH tiếp tục đóng cửa mà thấp hơn cái giá của ngày hôm nay hiện tại thì HH thì tất cả những cái đường yêu ngắn hạn này, này nó sẽ bó xuống và ben này nó xuống nó mở ra các bạn nhé mở ra như vậy là cái trạng thái của nhóm này cũng tương đối xấu GMD cũng tương tự này đóng phiên rất nhiều các phiên bốn phiên trở đây các lỗ lực hồi phục của gd gồm đều thất bại và không vượt qua được cái EMA 20 tức là quanh ngưỡng 52.8 không vượt qua phiên 18 tháng 5 19 tháng 5 20 và hôm nay phiên ngày 21 tháng 5 hồi phục lên và tiếp tục bị bán xuống như vậy về trạng thái tích lũy này tích lũy GBD là tích lũy dưới có đường EMA ngắn hạn cần một phiên phải đánh vượt qua được cái ngưỡng 52 53 này thì mới ổn trở lại còn hiện tại tích lũy này thì sẽ rất rủi ro bạn nhé một số nhóm cổ phiếu ngành ở thủy sản thì sáng nay có cái thông tin rất là tốt về về cái doanh thu nhưng mà hiện tại trong cái đoạn thị trường xấu như này thì chúng ta phải đợi chiết khấu chúng ta mới mua chứ còn nếu chúng ta đua vào ở các phiên tăng điểm thì rất dễ là chúng ta sẽ uh, trong t cộng chúng ta sẽ gặp khó nên chúng ta chờ đợi thêm các cổ phiếu đó đúng không? DPM uh, xem các cổ phiếu DPM DPM đang gặp vùng kháng cự hiện tại quanh ngưỡng 56 uh, DCM cũng tương tự quanh 33.4 như vậy là các cổ phiếu này uh, hầu hết là trong cái quá trình tăng điểm vừa rồi, rồi đúng không đang là gặp ở cái vùng kháng cự nên là các cái cổ phiếu nào mà gặp cái vùng kháng cự thì trong ngắn hạn thì chúng ta phải hết sức uh, theo dõi chúng ta phải theo dõi chặt các cổ phiếu này để có cái biến động gì nó xấu nó bất thường thì chúng ta ưu tiên vấn đề là chúng ta uh, giảm tỷ trọng hoặc là chúng ta thực hiện hóa lợi nhuận khi hàng đã về tài khoản đấy có thể chúng ta thực hiện hóa một phần chúng ta không chốt hết nhưng mà thực hiện hóa một phần còn chúng ta quan sát nghe ngóng thị trường trong các phiên tiếp theo. Ok, đây là các bản tin phân tích uh, cho các bạn uh, ở phiên ngày 23 tháng 5 và đưa ra các nhận định tổng hợp ở VNI trong các phiên tới và một số cái nhóm ngành, một số mã cổ phiếu đặc trưng để các bạn uh, cập nhật được, để các bạn nắm được tình hình để các bạn chủ động cho ra dịch của mình. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn cho mình một like, một comment và đăng ký kênh để cập nhật các video sớm nhất trong thời gian tới. Và cảm ơn các bạn.